Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDF, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa lên một cái bộ loa vi tính nè các bạn. Đây. Đó. Đằng sau nó nè. Đây, bốn ohm. Đó, các cái thông số của nó nè. Thì hiện tượng của nó mở lên là nó không có hát, không gì hết đó các bạn. Đó. Có một kênh đó là nó rục rẹt, còn một kênh là nó không hát. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra để mình kiểm tra xem có nó bị hư cái gì ha. Đó. Đây là phần bên trong. Bây giờ mình sẽ tháo luôn hai con ốc mà sao nè. Đây, bên trong nó gồm một cái cục biến áp nữa các bạn. Rồi cái mạch công suất. Đây. Đầu tiên thì các bạn quan sát kiểm tra xem coi nó có bị xúc hở mạch hay là nó bị một chân một mạch hay không ha. Ở đây thì mạch thấy nó không có bị oxy hóa. Trên đây thì linh kiện thì thấy nó không có bị một chân. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên, mình kiểm tra. Mình cắm điện vô. Mở lên nè. Đó. Có đèn báo nè. Tiếp theo các bạn điểm vào trong cái con IC của mình nè. Nó kêu nữa các bạn. Nó kêu. Còn cái con bên đây. Con bên đây cũng kêu luôn nè. Có nghĩa là công suất của mình nó không hư ha. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nhạc vô. Đây, mình sẽ cấp vô cổng này. Mở nhạc lên nè. Nhạc lớn lên. Không hát các bạn. Tiếp theo mình chuyển cái kênh đó nè. Cái nút ở bên đây là nút chuyển kênh đó các bạn. Đây. CD AUX nè. Đó, bấm vô. Không hát nè. Đó. Rồi kích nè. Kích nó vẫn kêu nhưng mà mình chuyển kênh nó không hát. Tiếp theo các bạn tắt nguồn đi. Rồi mình sử dụng đồng hồ mình đo cái nút chuyển kênh của mình nữa các bạn. Đó. Không lên nè. Đây. Không lên luôn nè. Đó. Rồi. Thì sau khi mình kiểm tra thì mình biết được cái nút này nè, nó không ăn nữa các bạn. Nó mình chuyển kênh không được, cho nên nó không có tín hiệu cấp vào. Bây giờ mình sử dụng RB7 mình xịt vô. Nếu như nó hết đó, thì thôi, còn nó không hết thì mình sẽ thay cái nút này ha. Đây, bây giờ mình sẽ xịt dầu RB7 vô nè. Ba nút này xịt hết luôn. Đó, cái nút này thì xịt RB7 vô thì bình thường ha. Còn volume thì nó dở lắm, xịt vô nó mau hư lắm. Đó, xong thì các bạn bấm nè. Bấm thử xem coi nó ăn hay không. Thì vừa bấm mình vừa đo. Khi nào nó ăn rồi mình biết. Nè, các bạn thấy là không ăn nè. Vô cái trong này coi. Đó, vô trong ăn rồi nè. Lên trên. Rồi, tới cái này. Nó không ăn nữa các bạn. Đó, thì cắt tất cả các nút này các bạn bấm kiểm tra bằng cách này ha. Nếu như nó ok rồi thôi, không được thì mình sẽ thay. Nè, lúc này bên đây cũng bên ăn bên không nữa nè. Đây nút nguồn, còn đây ăn rồi nè, một bên. Rồi ok. Sau khi mình xịt cái dầu RB7 vô rồi mình bấm mà nó không ăn á các bạn, thì mình sẽ tiến hành mình tìm cái nút này mình thay ha.
Còn không thay các bạn sửa lại cũng được, nếu như mà không có nút này các bạn sửa lại cũng được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo lấy cái nút này ra. Đây cái nút của nó nè, nút này sửa cũng được luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhà nguồn lên nè. Đó, xong các bạn dùng cái nhíp á. Đó, xong mình nhíp lại nè. Nhíp lại cũng không hát ha. Nó tín hiệu vô thì nó vô từ chân này. Nó dòng ra đây. Nó vô chân đầu. À, còn công suất thì nó sẽ vô ở chân giữa nè các bạn. Chân giữa nó sẽ đưa ra cái mạch công suất của mình. Đây dòng qua đây vô cái mạch bạch trép xong cuối cùng mới ra công suất. Không hát nè. Ra đây cũng không hát luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp cái phần công suất của mình. Thì đầu tiên là cái nút volume lớn nhỏ nè. Đó, volume lớn nhỏ này xem coi nó có còn hay không hay là nó bị hư than hết rồi. Đó, đơn giản là mình tìm một cái cọng dây đồng các bạn. Mình sẽ hàn tắt qua cái công tắc này rồi mình sửa cái mạch nó ok rồi. Mình tiến hành thay công tắc. Rồi bây giờ mình sẽ hàn tắt qua cái công tắc của mình nè. Giờ mình sẽ đo ohm cho nó thông chưa. Thông rồi nè. Đó, thông. Rồi, thông rồi nhưng mà mạch nó không hát nè. Điểm công suất kêu nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ khoanh dùng từ cái phần này. Cái phần mà mạch bát trép mặt trước nè. Với cái mạch lớn nhỏ nè. Đó. Rồi. Tiếp theo mình sẽ lấy nhíp các bạn. Các bạn nhíp cái phần volume nè. Đó. Đó, các bạn nhíp cái phần volume nó hăng nè, nó hát nè. Có nghĩa là cái volume này hư nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi, mình sẽ hút cái volume này ra mình thay ha. Đây. 50 kg ha. Rút lấy cái đầu ra. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là nó hư như thế nào nè. Bạn dặn tham 1 kg thôi. Đó, không lên nè. Không lên luôn nè. Bên đây. Lên nè, không lên. Đó, lên nè. Đó. Một bên là còn, một bên là nó hư rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một cái volume 50 kg mình thay vô. Đây các bạn. Đó. 50 kg ha. Rồi bây giờ dặn nhỏ xuống nè. Mở lên. Rồi dặn lớn lên. Ok nè. Tiếp theo các bạn chỉnh mấy cái volume bass trap nè, coi nó có ăn hay không ha. Nè, thấy không ăn gì hết nè. Bên đây. Bass còn ăn nè. Rồi mình sẽ thay luôn cái volume này ha. Giờ gắn cái nút này lại đi. Đó, thay luôn cái volume này. Đơn giản là chỉ vậy thôi. Mình dùng lâu mình không có động tới mấy cái nút này thì cái nút này nó sẽ hư các bạn. Đây, cũng 50 kg nữa nè. Mình sẽ đo xem cái nó hư phần nào. Nó nhịp lia lịa nữa các bạn. Đó. Nó lên từ từ, nó xuống từ từ theo cái mình dặn là nó mới bình thường nha.
nó như cái này bình thường nè, còn bên đây là nó hụt hẫng nè, nó hư là vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái volume khác, đây cũng là volume 50 kg luôn. Rồi bây giờ mở lên. Bát nè. Chép nè. Đó, ok ha. Là cái phần âm thanh của mình đã mình kiểm tra rồi. Đó, nó chỉ hư hai cái volume này thôi. Đó, kiểm tra nhanh thì nó vậy đó các bạn. Còn phải đo đạc này kia rồi thì cái phần đó là mình tự mình làm ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra rồi mình thay luôn cái nút này. Nhưng mà trước khi thay thì mình sẽ khi mà khách lại ta nói là mình làm cho nó có cái tiếng trép hay hơn, sáng hơn nữa đó các bạn. Cái này nó chỉ có cái lo này thôi. Đây, lỗ trép nè, bỏ trống nè. Đó, cho nên mình sẽ tìm một cái trép để mình gắn vô. Cho nó cái âm thanh nó hay lên chút xíu ha. Thì ở đây mình có một cái trép thạch anh về nè các bạn. Sau đó mình sẽ khoét cái lỗ mình để đây ha. Đó. Để vô đây. Thì trép này thì nó hát cho cái mấy cái lo này là nó vừa luôn. Bây giờ mình sẽ câu dây qua. Đó. Ok nè. Bây giờ mình sẽ dặn lớn lên. Nè, cái tiếng trép nó nè. Đó, mắt tép nè. Đó, lấy tép ra nè. Gắn lại nè. Rồi, ok ha. Thì cái phần này mình sẽ làm sao? Khi mình khoét cái lỗ này rồi á, mình sẽ gắn nó vô sau các bạn. Rồi cái mạch của mình nó hoàn chỉnh rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành sửa cái phần công tắc này ha. Thì công tắc này mình sẽ tìm để mình thay. Ở đây mình có lục thấy cái công tắc của âm ly nữa các bạn. À, cái bộ rề của âm ly nè. Nó cũng y rằng như cái này thôi, nhưng mà cái chân nó cục. Thì các bạn chỉ việc là mình nối cho nó dài ra thôi ha. Đó, bây giờ mình sẽ hút lấy nó ra để mình kiểm tra coi nó còn hay không. Đây, phần công tắc đó nè. Tiếp theo các bạn đo coi nó còn không. Lên nè. Đây. Lên nè. Tắt nè. Lên nè. Lên luôn. Lên luôn. Rồi đây cái phần chân của nó nữa các bạn, nó mình sẽ làm cho nó bằng ha. Đó, ở đây thì mình chỉ việc hàn nối ra một đoạn cho nó dài ra thôi, tìm một cái đoạn dây đồng. Đây mình sẽ dùng cái đoạn dây này, nó cứng cứng đặng mình đặt nó vô mình bấm nó không có bị quẹo các bạn. Đó, các bạn cạo cho nó sạch. Cạo cho nó sạch cái lớp cách điện ra. Đó. Xong bây giờ mình chỉ việc là mình hàn vô thôi. Ở đây ấy là nó là cái công tắc của nó là cái chân nó dày. Nhưng mà mình sẽ hàn vô mình hàn ngược như vậy nè các bạn. Hàn ngược cái này nó có cái lỗ nè. Để mình hàn á. Nó không có bị ruột cái dây ra. Đó. Trước khi hàn các bạn cạo cho nó sạch lên diện cái. Rồi mình hàn nó dễ lắm. Rồi đơn giản là mình chỉ đưa vô mình hàn lại thôi. Đó, dây là nó cứng nữa các bạn.
Rồi bây giờ hàn lại. Đó, đựng dày rồi, các bạn đặt cái công tắc cũ vô, mình canh cắt cái là được rồi. Đây. Đó, được một chân nè. Thì cái chân này gắn xuống đây hoặc là chân này gắn xuống đây nó bình thường các bạn, giống nhau hết. Đó. Sau khi làm xong rồi á, thì mấy cái chân nó vậy nè các bạn. Đó. Tiếp theo mình sẽ đo lại lần nữa xem coi nó ok chưa. Đó. Rồi, ok. Cuối cùng chỉ việc là mình hàn vô thôi. Đây mình sẽ gỡ cái dây mình hàn nó tắt hồi nãy ra. Rồi, gắn vô ha. Đó, các bạn canh cho nó bằng ha. Canh cho nó bằng rồi mình hàn lại thôi. Rồi trước khi mình hàn lại mình gỡ lấy cái này ra. Mình gắn cái này vô cho nó giống như của người ta ha. Đó. Xong, gắn vô. Rồi. Đó, canh cho nó bằng. Mình canh nó xong rồi nè, nó bằng với công tắc này. Đó, cao hơn này một chút. Giờ mình sẽ hàn lại. Đó. Rồi. Tiếp theo mình sẽ mở lên. Để mình thử ha. Mở nguồn lên nè. Đó, mở nguồn lên. Dặn lớn lên. Ok, rất là đơn giản thôi. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.